Thời điểm hạn mặn xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến việc canh tác lúa của bà con đồng bằng sông Cửu Long thì cũng chính là lúc giống chanh không hạt trở thành lựa chọn ưu tiên trong việc chuyển đổi hiệu quả của nhà nông tỉnh Hậu Giang. Với cách trồng theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap, bóng phân cân đối, trồng hoa trong vườn để dẫn dụ thiên địch, phòng trừ sâu bệnh hại đã giúp nâng cao giá trị thương phẩm cho trái chanh không hạt, mang về lợi nhuận cao hàng trăm triệu đồng cho bà con nơi đây. Kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, thưa bà con, thời điểm hạn mặn xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến việc canh tác lúa của bà con ở đồng bằng sông Cửu Long thì cũng chính lúc này giống chanh không hạt lại trở thành lựa chọn ưu tiên trong việc chuyển đổi hiệu quả của nhà nông tỉnh Hậu Giang. Hiện nay với quy trình trồng theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap thì cây chanh không hạt đã mang về lợi nhuận cao lên tới hàng trăm triệu đồng cho bà con nơi đây. Và đây cũng là nội dung mà chương trình ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Tại những vùng trồng lúa kém hiệu quả của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được nhiều nông dân nơi đây thực hiện từ lâu. Trong đó, trồng chanh không hạt tính đến thời điểm này là mô hình cho hiệu quả cao nhất khi đáp ứng cả hai tiêu chí về kinh tế và thích ứng với hạn mặn phức tạp của đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay giờ cái năng suất của cây chanh thì trung bình là 3 tấn trên 30 tấn trên 1 hecta. Thì nếu cái giá hiện giờ thì giá 20.000 thì mình cũng đạt cái tỷ lệ cũng cao. Thì nó cũng tương đương khoảng 600 triệu. Thì so lại những cây khác thì nó ví dụ như hiện nay giờ thì đối với cây như cây cam sành. Thì hiện nay cam sành thì nó không còn giá nữa, cho nên nó cũng đang xuống dốc, mà hiện nay cái tiêu chuẩn xuất khẩu lại nó không có. Thì so lại với cây có múi với nhau thì mình thấy nó thắng hơn cây chanh thắng hơn cây cam sành. Giống chanh không hạt có khả năng kháng bệnh và chịu hạn cao nên rất thích hợp trồng ở vùng đất khó nhiễm phèn mặn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và hiện nay, trong khi trái cam giá bán chỉ 7.000 đến 8.000 đồng 1 kg, thì chanh không hạt giữ mức giá cao ổn định là 20.000 đồng 1 kg. Vì vậy, mang về nguồn thu về rất lớn cho nhà vườn. Và để duy trì mức giá tốt này, cây chanh không hạt được nhà vườn tỉnh Hậu Giang phát triển theo quy trình Việt Gap và Global Gap. Trước nay thì cái miếng vườn này thì là cái cây trồng cây nhãn tiêu da bò. Từ sau cái thời gian cái hiệu quả tiêu da bò nó đã không có nữa, thì tôi chuyển qua cái mục đích là trồng cây chanh không hạt. Thì trồng cây chanh không hạt hiện nay thì tôi thực hiện theo cái quy trình của dự án khuyến nông để đạt cái tiêu chuẩn xuất khẩu. Thì cái quy trình trồng thì cây cách cây thì nó cũng là từ 4,5 m đến 6 m. Thì còn cái phân bón thì ở dưới gốc thì mình sử dụng cái hữu cơ. Thì ngoài cái hữu cơ ra thì cũng có tác dụng nhẹ những chất khoáng dùng cũng đủ cái hàm lượng là đa lượng, trung lượng và vi lượng. Theo anh Đức, vì cây chanh không hạt có khả năng kháng bệnh và chịu hạn cao, không kén đất, thậm chí còn tỏ ra phù hợp với đất nhiễm phèn mặn nơi đây. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng tốt và cho năng suất cao, thì khi trồng, nhà vườn cần lên liếp, mật độ trồng lên từ 4,5 cho đến 6 mét. Và một trong những bí quyết giúp trái chanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính là sự kết hợp đồng bộ các giải pháp canh tác hiệu quả, từ khâu chọn giống đến quá trình chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây. Trong đó, sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp cân đối phân NPK chuyên dùng có bổ sung trung vi lượng đóng vai trò quan trọng quyết định năng suất phẩm chất trái. Nói chung thì cây chanh này nó ở cái điều kiện pH của nó là ở từ 4.5 trở lên, còn nếu dưới nữa chua nữa thì cây nó không có chịu nổi. Thì cây nếu điều kiện mà đất mình bị nhiễm phèn á, nông dân nông na gọi là nhiễm phèn thì mình phải sử dụng vôi. Vôi thì sau khi cải tạo vôi thì mình trước đầu vụ mưa hoặc cuối vụ mưa thì mình sẽ bón một lần vôi trên vườn. Rồi kế đó nữa thì mình ứng dụng vô cái phân lăn nông trái. Cái chất lăn vô cho cây thì trong đó nó vừa nâng cái độ pH lại.
Cái thứ hai nữa thì nó giúp cho cây nó có cái canxi, nó cây nó cứng trái, nó không có bị thẹo dít gì hết. Cái thứ ba nữa thì trong trong lân thì nó tạo được cái mầm hoa, rồi làm cho cái cây nó có mầm hoa, rồi lá nó dày, những lá này nó dày no lên gì, thì những sau khi bông mà nó ra được thì này nó tạo quá mầm hoa nè. Riêng phòng trừ sâu bệnh hại, anh Đức chọn cách trồng hoa trong vườn để tạo hệ sinh thái, từ đó hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Còn cái hạn chế vấn đề để cái thuốc sâu á, thì mình trồng theo cái hoa, trồng hoa sâu nhái, trồng hoa trên vườn để tạo cái hệ sinh thái cho các côn trùng nó tập trung lại để mà nó ký sinh với nhau, để mình hạn chế vấn đề thuốc bảo vệ vật. Thì sau khi ứng dụng cái quy trình của dự án của trung tâm khuyến nông triển khai thì cái chi phí nó giảm lại gấp là 70 lần so với điều kiện ở trước nay. Thì trước nay theo tập quán thì bà con sử dụng hóa học, rồi cái đó thì bà con sử dụng thuốc bảo vệ vật thì liên miên, thì nó tăng luôn cái chi phí. Thì hiện nay giờ mình không có sử dụng thuốc, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật. Thì hiện nay giờ nói chung là cái vườn này thì toàn bộ là có ứng dụng thì sinh học thôi toàn bộ. Thì nó giảm lại cái chi phí giá thành đầu tư. Thì cái hiện nay cái tranh xuất khẩu của mình thì lại là nó cái giá nó ổn định, nó cao. Còn nếu mà tranh không đạt thì hiện nay giờ giá thấp. Hiện nay giờ tranh, hiện nay công ty đang ăn thì ở giá 20.000 trên một ký. Còn nếu ở ngoài thì là chỉ có 10.000, 12.000 trên ký. Đó là cái chanh đủ tiêu chuẩn của mình là 20.000. Chanh ngoài tiêu chuẩn thì nó có chợ ăn thì có 12.000. Và thay vì làm sạch thì anh Đức chọn giữ cỏ trong vườn chanh. Bởi theo anh, việc này có nhiều cái lợi. Vừa giữ ẩm cho đất vào mùa khô hạn, chống xói mòn trong mùa mưa. Và nhất là sau mỗi đợt phát cỏ thì chính cỏ này lại tạo ra phân hữu cơ cho đất tơi xốp. Thì nói chung thì trên vườn thì tôi thì hiện nay giờ tôi cũng để cỏ mức độ vừa, còn như trường hợp cao quá thì sử dụng máy tôi sẽ phát. Thì cỏ để độ vừa thì trong cỏ nó có mấy cái lợi. Thứ nhất là nó sẽ giữ ẩm, cái thứ hai nữa thì nó mùa mưa thì nó chống cái xói mòn, cái thứ ba sau khi cỏ mình phát đi rồi đó thì nó sẽ cho lại trả lại cái phần hữu cơ từ cỏ, nó tạo cho đất mình nó tơi xốp. Ngoài ra, việc tỉa cành tạo tán vô hiệu hóa những cành vượt cũng vai trò quan trọng giúp cây ra nhiều hoa và trái, có điều kiện quang hợp với ánh nắng cho mẫu mã đẹp. Thế thứ nhất là cái cây để mình tạo tán. Thì tạo tán nó có cái mặt lợi cái thứ đó. Thứ nhất là cái nhánh vượt như gì thì nó sẽ phất đi cho những cái nhánh mà chính này nó sẽ ra bông. Thì cái thứ hai nữa thì cây nó quang hợp được ánh nắng, rồi trái quang hợp được ánh nắng thì trái nó sẽ cho có màu xanh. Còn nếu mà nó nằm ở trong gập thì nó thiếu ánh nắng hoàn hợp thì nó sẽ trắng vàng, thì cái chuẩn này nó vàng thì nó dạt. Nó theo công ty nó đưa chuẩn là gì? Theo các nhà khoa học, để cây chanh cho năng suất cao, bền vững, bà con cũng cần chú ý sau khi tỉa cành, tạo tán, bón đủ cơ số các loại phân hữu cơ. Nếu nền đất bị chua thì xử lý đất bằng vôi nung và khử trùng bằng nấm Trichoderma. Sau đó sử dụng phân NPK 16-16-16-TE để bón. Liều bón là khoảng 150-200g mỗi cây, mỗi tháng thì bón một lần. Trong phân bón NPK 16-16-16-TE, chất đạm xuất xứ từ hai nguồn, nguồn từ NO3- và nguồn khác là từ NH4+. Nguồn đạm từ NO3- rất thích hợp khi bón trên loại đất không ngập nước, cây dễ sử dụng và hiệu quả sử dụng cao hơn. Cách làm này thì việc chăm sóc vườn chanh sẽ vừa tiện lợi đơn giản, vừa cho năng suất cao vượt trội và bền vững. Cái thứ nhất thì để chọn được cái tiêu chuẩn xuất khẩu thì cái chanh của mình thứ nhất phải chăm sóc bằng cách là thứ nhất là phân, nó không giống mình đã chọn rồi phải không, thì sao cái phân thì sử dụng cái hay hữu cơ để tái tạo đất cho đất nó có một cái nhóm vi sinh vật có lợi. Thì cái đó nữa thì mình sẽ tạo tán, tỉa cành tạo tán, thì những cái cành mà nó vô hiệu quá, những cái cành dược thì mình tỉa loại ra đi, thì mình để lại những cái cành nó có hiệu quả. Rồi cái đó nữa thì nó tạo ra được cái tỉa được cái cây cái nhánh dược nhánh dại á, thì nó tạo cho cái điều kiện cây nó có cái nhánh chính của nó hòa hợp được cái ánh nắng, sau đó nó sẽ có ra hoa đậu trái.
thì những cái trái mà nó đạt được thì trong quá trình nó có ánh nắng được thì trái nó sẽ ra xanh gì. Nếu hàng mà đạt chuẩn gì thì là nó đưa cái màu xanh như gì. Như những trái mà nó màu vàng gì thì nó sẽ vạt. Đó là xuất khẩu. Những vạt này thì nó đi ra hàng chợ. Thì cái hàng chợ hiện nay giờ cũng so với ngoài thì nó mua cũng là 13, 14 ngàn, 12, 13, 14 ngàn. Rồi hàng này gì là 20 ngàn. Đó thì hàng chuẩn của tiêu chuẩn xuất khẩu là như gì. Ngoài ra, để tăng giá trị thương phẩm cho trái chanh, khi xử lý ra hoa trái vụ, nhà vườn cần chú ý chế độ phân bón đúng thời điểm. Cụ thể vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch, tức là sau khi thu hoạch, tiến hành tỉa cành, tỉa bỏ cành già, xấu, hư, đồng thời phát quang cây che bóng để vườn chanh thông thoáng hơn, sau đó bón phân để cây mau phục hồi. Giai đoạn này thì bón phân hữu cơ liều lượng từ 20 đến 30 kg mỗi cây, cây chanh là từ 5 cho đến 7 năm tuổi. 2 tháng sau thì sử dụng phân NPK 16, 16, 8, 13S, liều lượng là từ 200 đến 500 gram mỗi cây. Vào tháng 7 âm lịch thì cây chanh có trái rải rác cần tỉa bỏ, chỉ để lại những trái sắp thu hoạch với lượng không quá 10% so với tổng số trái trên cây. Sang tháng 8 âm lịch thì chủ động điều chỉnh nguồn nước ra vào vườn thích hợp, tránh để vườn bị ẩm cây sẽ không đủ khả năng ra hoa. Để thúc cây chanh ra hoa, từ khoảng ngày 10 tháng 8 đến 20 tháng 8 âm lịch, bón phân AT2 1kg mỗi cây và phân ure 200g mỗi cây. Khi bón phân thì lưu ý bón cách gốc là 50cm. Khi chanh ra hoa và đậu trái bằng đầu đũa thì tiếp tục bón phân dưỡng trái NPK 16, 16, 8, 13S khoảng 300g mỗi cây. Trước khi thu hoạch 1 tháng thì bón thêm NPK 20, 20, 15 bón khoảng 200g mỗi cây. Với biện pháp này thì nhiều nhà vườn đã thành công bán chanh trái vụ luôn được giá cao. Hiện nay nhu cầu tiêu thụ chanh không hạt rất lớn. Mỗi năm tỉnh Hậu Giang cung cấp khoảng 14.600 tấn chanh cho thị trường trong nước và xuất đi châu Âu. Quý vị và bà con thân mến, mô hình chuyển đổi cây chanh không hạt cho hiệu quả kinh tế cao của tỉnh Hậu Giang đã cho thấy sự nhạy bén của người nông dân nơi đây. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, để mô hình này mang lại giá trị bền vững, thì quá trình canh tác bà con cần phải chú ý về quy trình kỹ thuật chăm sóc, chọn chế độ canh tác hữu cơ, bón phân cân đối để nâng cao giá trị thương phẩm cho trái chanh không hạt. Sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap và có đầu ra sản phẩm ổn định, với giá cả đôi lúc tăng cao đột biến, cây chanh không hạt hiện nay được xem là cây làm giàu của nhà vườn tỉnh Hậu Giang. Trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, nhiều nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đang tính chuyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp. Tuy nhiên, để việc chuyển đổi thành công thì ngoài yếu tố kỹ thuật, nhà nông cũng cần quan tâm gắn sản xuất với thị trường. Đối với cây chanh không hạt thì nó thường tập trung vào các cái đơn vị như huyện Châu Thành là chủ yếu, rồi thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp. Thì cây chanh không hạt này nó cũng thời gian qua nó cũng bám trên vùng đất này cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Thì trong thời gian qua thì khuyến nông, ngành nông nghiệp ở tỉnh và huyện cũng tiếp sức cái cây chanh này. Thì hiện bây giờ cũng đã đạt cái tiêu chuẩn cái Việt Gap và Global Gap. Và cái đối với cây chanh này thì được công ty thu mua sản phẩm và cũng xuất khẩu qua châu Âu. Thì do đó thì cái hiệu quả đối với cái cây chanh này thì cũng mang lại cao cho bà con nhân dân. Thì trong thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục đồng hành cùng với bà con xây dựng các cái mô hình này theo hướng sinh thái và hữu cơ, tiếp tục đồng hành để giúp cho cái sản phẩm mình đi xa hơn và cùng phối hợp với công ty để giúp cho bà con nâng cao cái thu nhập trong thời gian tới. Thì đối với cái quy trình này thì chúng ta là hạn chế cái sử dụng thuốc. Nếu sử dụng thuốc thì nó sẽ tồn dư trong cái sản phẩm chúng ta. Do đó sinh thái thì chúng ta sẽ trồng những cái loại hoa để thu hút những cái thiên địch để mà tấn công những sâu hại, thì chúng ta sẽ giảm cái lượng phun thuốc. Thì bên cạnh đó nếu mà hướng hữu cơ thì cái đầu vào phải là hữu cơ. Thì do đó thì chúng ta cái từng bước chúng ta thực hiện thôi. Thì trước mắt chúng ta làm như thế nào để cho sản phẩm nó sạch và nó an toàn thôi, là mình sẽ cách ly cái thời gian phun thuốc hoặc là bón phân phải cách ly. Do đó thì chúng tôi cũng tiếp tục xây dựng các cái mô hình theo hướng đó. Thì trong năm 2019 này chúng tôi cũng xây dựng một cái dự án là trồng chanh sinh thái.
theo chuỗi giá trị, cũng là gắn vào cái công ty bao tiêu để mà giúp cho bà con để nâng cao giá trị cái trái chanh này. Thì thường bà con trồng thì không lưu ý cái phân hữu cơ với cái hoa, trồng hoa để dẫn dụ thiên địch. Thì chúng ta cũng nên áp dụng phân hữu cơ. Thì phân hữu cơ thì chúng ta biết nó sẽ cải tạo được đất. Bên cạnh đó thì đất của chúng ta bây giờ nó cũng dần suy thoái. Thì chúng ta cũng nên cải tạo lại bằng các cái biện pháp, các biện pháp đồng bộ như là bón phân, chủ yếu là đưa phân hữu cơ hoặc là cái phân lân nung chảy để nâng cái pH lên. Đó. Và bên cạnh đó thì trồng hoa để giúp cho cái thiên địch nó vào trong vườn chúng ta, nó tấn công những cái sâu hại, thì chúng ta sẽ giảm cái phun thuốc. Thì bà con tập quán cũ thì thường là bón phân hóa học nhiều quá thì làm cho cái đất ngày bị chai cứng đi, và cái dĩ nhiên là mình không lưu ý cái thời gian cách ly thì cái sản phẩm nó cũng còn tồn dư cái hàm lượng nitrat trong cái sản phẩm. Do đó trong thời gian tới chúng ta nên lưu ý cái quy trình canh tác lại. Thì ở đây khuyến cáo bà con nên sử dụng cái phân lân và phân lân nung chảy và phân hữu cơ, và bên cạnh đó thì trồng hoa để dẫn dụ thiên địch để mình hạn chế cái lần một số để cho sản phẩm được an toàn. Thưa quý vị, thưa bà con, thời gian qua chương trình đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và bà con. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được những đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới, cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9@gmail.com hoặc tổng đài 19001773. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi, và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giảm lượng giống gieo xạ dưới 100kg lúa trên 1 hecta, sử dụng giống lúa xác nhận, cấy máy kết hợp nhiều biện pháp kỹ thuật thông minh bón phân tương đối là giải pháp thông minh trong sản xuất lúa, giúp bà con đối phó với tình hình biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính để đạt năng suất, chất lượng ổn định và bền vững. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2019 trong khung giờ quen thuộc 17:15 đến 17:35.